ngộ vậy. Rang luôn. Đâu anh Tùng mà anh cử động thử cái mấy cái ngón mà. Đây nè mọi người. Cái này thì nó hơi nhánh ha. Rồi cái này là mọi người nhìn kỹ nè, là sáu ngón là anh Tùng là nhúc nhích được hết trơn, chứ cái này là không phải là cái nhánh nha. Này là rõ ràng là sáu ngón tay luôn nha mọi người. Rồi. Nè. Anh có phân biệt đó, trong đó là ngón nào ngón giữa của anh không? Không biết luôn. Nếu mà vậy là sao biết được trời, công nhận luôn á. Còn bên đây. Còn bên đây thì cũng là một cái ngón nhưng mà nó không cử động khỏe như bên đây ha anh Toàn. Đây thì nó làm như nó có cái khớp nè. Có xương. Dạ. Có xương liền luôn. Dạ, có đây có xương luôn ha. Còn ở đây là cho em gò thử coi. Nó có cái khớp vậy ha. Chứ nó không phải như bên đây thì nó giống như cái ngón tay bình thường luôn ha anh Toàn. Dạ. Rồi, nghe nó cái giò cái giò anh Toàn nữa. Dạ. Đây các bạn anh Toàn. Ôi. Ngón giò cũng là 6 ngón, một bên 6 ngón. À mọi người, đây 1 2 3 4 5 6. 6 ngón nha mọi người. Rồi bên đây luôn. Nó quay mình. Đây, 1 2 3 4 5 6. Hồi đó giờ là chưa thấy lần nào luôn. Cái này là độc và lạ luôn nha mọi người. Đâu anh Toàn, anh nhúc nhích thử cái ngón mấy cái ngón mà thứ 6 của anh Toàn. Rồi cũng nhúc nhích nè. Rồi cũng nhúc nhích luôn nha mọi người. Bên kia đó anh Toàn. Anh Tùng hả? Dạ. Công nhận luôn trời. Cái này là rất là lạ luôn nha. Ủa anh Tùng, cái thí dụ như anh mấy cái chuyện lạ này nè, là ở nhà là có mình anh Tùng hả? Thí dụ như anh Tùng có anh em không anh Tùng? Không, là có ông già có cũng mất rồi. Là hồi xưa là ông già có ha. Có bao nhiêu có hai bàn giò với một tay mà. Hai bàn giò. Là tức là hai bàn giò cũng là 6 ngón luôn. Rồi cái bàn tay một bàn tay bên kia thì cũng là 6 ngón nhưng mà bên đây thì 5 ngón. Rồi còn tới anh Tùng là hai bên là đều đầy đủ hết trơn. Hai tay hai chân đều có hết trơn. Ồ, công nhận. Nhỏ con gái cũng có luôn nữa. Hiện tại là con gái của anh Tùng cũng có luôn hả? Là cũng 6 ngón, hai bàn tay, hai bàn chân luôn. Đúng rồi. Cấp nhỏ. Con gái anh bao nhiêu tuổi rồi? Hôm nay nó cũng 14 tuổi rồi. 14 tuổi hả? 14 tuổi hả? Nó tổng cộng bao nhiêu ngón? Nó bị cái ngón cái gan anh nè, nó cũng có cục thịt nha, ngoài có xương. Nó rồi bà già bà thấy gì bà lấy chỉ, bà lấy tấp bà buộc với cái xương nhỏ mới cắt. Còn là bạn không có, bạn kia có, thằng kia là điều luôn á, đều luôn. Tính ra là bé nó cũng có nữa. Mới thấy cục thịt đó, bạn tính cắt cái nhánh cái xương nó móng luôn đó. Lấy chỉ. Tính ra là cũng có luôn đó ha. Dạ. Rồi bằng giò cháu ở nhà nó sáu ngón luôn. Nó cũng cử động như bình thường như anh Tùng vậy đó hả? Là anh Tùng là có mấy người anh em? Bốn người ha. Là mấy trai? Ba trai một gái ha. Là ba trai một gái là chỉ có mình anh Tùng là có. Dạ. Cái này cũng như di truyền ông bác có. Dạ. Rồi bây giờ ông bác mất thì anh Tùng bây giờ tới con của anh Tùng cũng có một bé gái 14 tuổi. Chỉ có một đứa bé đó có vậy thôi rồi. Anh mấy đứa con rồi anh Tùng? Anh ở với vợ được con đứa một rồi, vợ trước thôi, có hai rồi thôi. 1 2 3 4 5 6. Rồi là ở được đứa con gái đó. 6 ngón. Đây là một người đàn ông là người thường là người ta là 20 ngón hả? Anh Tùng 24 ngón. Cái này lạ, độc lạ luôn ta. Không còn. Dạ. Anh Tùng năm nay lớn tuổi chưa? Anh Tùng năm nay nhiêu tuổi anh Tùng? Tôi tính 49 à. 49 tuổi à. 49 à. Lớn em còn giá là. Anh Tùng, ví dụ như cái bàn tay mình á, thường thường 5 ngón mà anh Tùng bàn tay 6 ngón đó, khi mà mình cầm nắm hay là mình cái gì đó, nó có thoải mái không hay là nó có nó cũng bình thường vậy đó ha anh Tùng? À. Nó có khó chịu hay là như thế nào không anh Tùng? Thường từ nhỏ lớn cũng quen rồi. Dạ, cũng bình thường ha. Thì sức khỏe như sức khỏe anh Tùng cũng bình thường. Dạ. Cái bàn giò cũng anh Tùng cũng 6 ngón luôn. À, mà nó đều gan luôn, nó đều gan. Con nhỏ con gái nè, bẹt nha. Đây quay cho tất cả mọi người xem kỹ lại một lần nữa nè. Anh Tùng nhà cho em này, một ngón này nghe mọi người. 2 3 4 5 6. Bên đây cũng vậy.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở dưới giò của anh Tòng thì có mấy cái ngón cũng sao ngon. Để quay cho mọi người xem rõ ràng luôn. Đây nè 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6. Ở đây cũng 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngón. Cái này mà anh Tòng cho mà điếm ngón tay cũng giọt. Ai nhiều là thắng. Anh kia có 12. Công nhận cái chuyện này rất là độc lạ luôn nha mọi người. Rõ giờ là như tụi em là chỉ thấy là thí dụ cái bàn tay á, nó có cái nhánh. Nó có nhánh ra mà cái ngón đó là không có nhúc nhích được, nó chỉ là cái nhánh thôi. Còn cái này là của anh Tòng là nhúc nhích được luôn. Còn người ta cái nhánh thí dụ như nhúc nhích cái ngón cái nè, cái nhánh nó ra đây nè, nó không có nhúc nhích được. Giống như cái ngón nó bình nó không có cũng hình như cũng có xương nữa. Nhưng mà không có nhúc nhích được, còn này là của anh Tòng nhúc nhích được luôn. Anh còn không phân biệt ngón nào ngón giữa luôn à. Ờ đúng rồi, thì không biết phân biệt luôn. À, thí dụ như vậy rồi, cái ngón nào ngón giữa. Nè mọi người coi nè. Hai ngón giữa bằng như nhau. Bốn ngón gì nè, đây ngón cái của anh Tòng nè, đây nè mọi người coi đây. Thí dụ như bốn ngón gì rồi, có ngón nào ngón giữa mọi người đón thử cái ngón nào ngón giữa. Nếu mà điểm từ ngón này lên thì ngón này ngón giữa. À, đếm từ con cái đảo lại con này thì con giữa nó sẽ nằm đây các bạn. Mà chuyện cũng hy hữu nha. Cũng cái này rất là lạ luôn. Đó giờ là mình chưa thấy lần nào luôn nha các bạn. Lần đầu tiên cũng quay được cái clip này. Hello tất cả mọi người, mình là Thảo Vlog 1990 đây. Hôm nay là giờ này cũng đâu cũng gần 6 giờ mọi người. Mình đang có mặt ở tại nhà của anh Tòng, một người có cái khả năng đặc biệt đó là một người có cái bàn tay á. Thường thường cái bàn tay của người ta là 5 ngón phải không các bạn? Mà bàn tay của anh Tòng là 6 ngón, nó cũng là rất là bình thường phải không? Nhưng mà cái đặc biệt ở đây là bàn tay bên đây 6 ngón, bàn tay bên kia 6 ngón và hai cái bàn chân nào cũng 6 ngón hết. Bây giờ mình sẽ vào nhà anh Tòng và mình sẽ quay cho tất cả mọi người xem là cái sự thật như thế nào ha. Rồi mời các bạn theo mình nha. Rồi xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ quay bé tên gì? Bé Tuyền. Nhìn rất là xinh gái nha mọi người. Bây giờ là mời tất cả mọi người coi là cái bàn chân và bàn tay của bé Tuyền là đều 6 ngón hết ha. Rồi bây giờ mời các bạn coi ha. Rồi con cứ bình thường đi ha. Đây nè mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ngón nha mọi người. Rồi bên đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngón. Cái bàn tay con ha. Ở đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở bên đây thì nghe hồi nãy có cái nhánh đúng không? Ừ, có cái nhánh nghe ba nói là hồi đó sao con nhớ không? Dạ là bị cắt. Ngoại hả? Ngoại hay là mẹ? Dạ bà nội. Bà nội ha, là bà thấy như có cái nhánh như cục thịt đúng không? Bà tưởng đâu là cục thịt dư đó ha. Dạ. Nhưng mà thật sự nó là cái ngón tay nó có xương luôn không con? Có luôn không? Nó có chỉ một cái miếng như đó thôi hả? Dạ có thịt chứ có gan. Rồi đâu thử Tiền con nhúng nhích thử cái ngón tay thứ 6 coi. Ai đây mọi người? Đây, cái ngón tay thứ 6 á là nó nhúng nhích được luôn nha mọi người. Thì cái thường thường á cái nhánh á, cái ngón tay mà ta có chỉ nhánh ra là cái ngón đó thứ 6 đó là không bao giờ nhúng nhích được. Còn này là bé Tiền nhúng nhích được. Bây giờ con thử cái bàn giò mà cái ngón thứ 6 con nhúng nhích được không? Cũng vẫn được luôn nha mọi người. Rồi con bên đây thử coi, con bên đây. Nhúc nhích được luôn. Đó, mọi người thấy rất là lạ nha mọi người. Đây cái bàn chân bình thường là chỉ bàn chân và bàn tay bình thường là chỉ có 5 ngón thôi. Còn cái này là bé Tuyền và ba anh Tòng là đều 6 ngón hết nha mọi người. Con biết ngón nào ngón giữa của mình không? Anh đây ví dụ anh đây con biết ngón nào ngón giữa không? Biết không? Sao? Rồi, ở dưới đếm lên. Rồi ngón út đếm lên. Ở dưới đếm lên này con ơi, rồi sao ngón nào nó ngón nào ngón giữa. Ở bên ngón út đếm lên ngón nào ngón giữa. Thấy không?
nếu ngón út lên thì nó ngón này ở giữa, phải không? Nếu mà ngón út điểm lên, ngón út điểm lên thì ngón này phải ngón giữa, mà ở trên điểm xuống là ngón này phải ngón giữa. Cái này rất là lạ nha mọi người. Hai ngón này bằng nhau không? Là gì của anh Tòng? Chị. Là chị ruột luôn ha con? Dạ chị ruột. Dạ. Thì được biết là thấy anh Tòng có cái sáu ngón bàn tay, sáu ngón đó, rồi bàn chân cũng sáu ngón đó. Cô là chị ruột mà cô có ví dụ con hỏi cô cũng có nữa nè. Đây nè mọi người ơi, rồi cái này là hỏi thử cô luôn, là cô cũng có luôn nha mọi người. Sáu ngón, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 luôn nha mọi người. Cái này là chị ruột của anh Tòng à? Chị ruột. Chị là dạ. Kêu bằng chị đi, như là chị chỉ có bằng giò thôi, bằng tay không có không? Bằng tay có không con? Tay bằng tay năm à? Bằng tay là 5, dạ, bằng giò thì 6 ha. Chị em trong nhà là chỉ có cô có ai nữa không con? Không, có mình là tôi là thứ hai, là ai cũng như là có vợ gia viên tư hết rồi. Dạ, là con có nghe anh Tòng kể là hồi mà bác trước á là cũng có 6 ngón ha, bằng tay và bằng chân luôn. Dạ ba tôi có. Dạ. Như ngón tay và ngón chân nhiều nhất, có thể nói nhiều nhất. Có thể là nhiều nhất nước Việt Nam luôn á. Đó giờ chưa xem trên đài chưa thấy cái này. Là từ xưa tới giờ là mình chưa thấy luôn nha các bạn. Chưa thấy luôn nha các cô bác anh chị. À, khi mà con học mà bạn bè con biết cái tay con vậy, bạn bè có chọc ghẹo gì không? Dạ. Không ha. Như bạn bè vẫn biết không có chọc ghẹo đúng không? Dạ. À, đúng rồi, nếu mà biết thì thương bạn càng nhiều hơn chứ ai nỡ chọc, phải không? Dạ. Yeah. Bé đèn rất là xinh nha mọi người. À, con cứ tự tin chứ đừng có vấn đề gì đó mà cảm như lỡ bạn bè ở chọc mình cũng vui với họ chứ không có gì nha. Thôi chào con, chúc con được học giỏi và may mắn nha. Rồi. Dạ. Rồi clip này cũng xin cảm ơn anh Tòng nha anh Tòng. Rồi, cảm ơn cô. Dạ. Rồi, xin cảm ơn mọi người. Cũng xin cảm ơn và xin chào tất cả mọi người.